Hello, chào anh em, chào mừng anh em đến với channel YouTube của mình Hải nhá. Sau này mình sẽ tiếp tục trở lại với Long Hộ tiếp anh em nhá. Với mức vốn hiện tại mình mang vào là 650k nhá. Đó. Giờ mình sẽ kết hợp ở trên công thức hai cửa tiếp anh em nhá. Ở đây mình sẽ tập trung vào là 11 này và 18 anh em nhá. 18 chủ yếu là cửa lót thôi. À, còn đâu là mình sẽ tập trung vào 11 là chủ yếu anh em ạ rồi nhé này sau khi mà đã tham khảo rồi thì mình sẽ kết hợp với cửa đầu tiên mà cho anh em tham khảo luôn hãy mình sẽ đi lại với cửa 18 100k này và gấp tiếp luôn ở cửa hộ 550k anh em ạ Đấy, thành công với hộ ngon lành nhá Đấy, như vậy là 4V2 Ok chưa đây cửa đầu tiên đã ngon lành cành đào anh em nhá rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục anh em ạ Tiếp tục ở đây mình sẽ vẫn vào với À, cửa hộ này 350 đồng thời cửa hoa mình sẽ lọt với 40 chắc chắn rồi em ạ chắc chắn rồi có hai cửa ngon lành luôn sợi nên hai cửa về 1,4 luôn anh em ạ quá ngon nhá ấy xong rồi nha này ở đây à, tiếp tục bây giờ mình sẽ à, trở lại với cửa tiếp theo Đấy, ở đây thì à, À, mình sẽ tham khảo đây anh em ạ bởi vì đá về ba hộ rồi căng đét là sẽ đổi anh em này À như vậy là không đổi rồi anh em ạ vẫn về với cơ hội nhá đó cửa này mình đã à, cân nhắc không đặt anh em ạ bởi vì là đá về tới ba hộ rồi dễ quay đầu lắm anh em ạ dễ quay đầu lại với cửa lòng cho nên là mình không đặt nhá nhưng một khi anh em này đá vượt qua bốn cửa rồi thì hy vọng cửa này tiếp tục lại ở lại với cơ hội tiếp nhá À, như vậy là đổi sang cửa long rồi anh em ạ. Ai à, không về à, sau mình cửa hộ rồi. À như không sao anh em nhá, với một cửa đầu tiên à, mình đã không thành công nhưng mà rất may mắn là mình chỉ tham khảo nhẹ với 150 thôi. Thì à, sau khi anh em này đã đổi sang long rồi. À, ở đây thì à, à, chắc chắn là mình sẽ đổi sang luôn cơ hội anh em nhé Đó, nếu như mà chuẩn là sẽ ở lại cơ hội là đúng này anh em này. Đó chưa? Quá tuyệt chưa anh em? bởi vì đá lên với bốn cửa rồi chắc chắn là chỉ điểm tựa đội của Long thôi. Đó, anh em thấy không ạ? Bởi vì lịch sử của hộ chưa có vượt qua bốn cửa anh em ạ. À? Kể cả Long cũng vậy. Và hiện tại anh em nhá, về Hổ đã có ba cửa rồi, Long 25 cửa này. Đặc biệt là về cửa hòa đang có với ba cửa nhá. Đó. Ok, cửa này mình tiếp tục trở lại với tham khảo và đá về hộ tiếp anh em ạ. Đó, rõ ràng ở đây thì mình thấy khả năng cao là vẫn về hộ cửa ba cửa bốn nhiều anh em nha à, nhưng không sao à, thì à, tiếp tục à, cửa tiếp theo đây à, mình sẽ quyết định anh em ạ không theo lại cửa hộ nhá Đội luôn sang cửa long này ba năm mươi đúng rồi hãy đội là đúng anh em ạ Đấy, sau khi mà đã về cho mình à, đôi hộ rồi đó thì à, đến cửa thứ ba là mình sẽ đổi luôn sang long và đã thành công anh em nhá về hẳn 13 luôn có rất nhiều anh em sai sai lầm ở chỗ này này Đấy, rất nhiều anh em à, sai lầm là à, đã về hai hộ rồi sẽ sống như trước đã sẽ về tới ba và bốn cửa hộ luôn và anh em gấp căng đúng không ạ à, sẽ thua hoàn toàn luôn nha. chắc chắn là rất nhiều anh em mắc sai lầm như vậy Đấy. mình cũng mắc một sai lầm như vậy rồi một vài lần rồi anh em ạ cho nên bây giờ mình mới à, hiểu ra được vấn đề nhá. ok anh em này thì à, sau khi mà về sáu 60... mới hai ván rồi đấy, 62 ván rồi anh em nhá thì bây giờ ai sẽ quay lại với à, bàn mới anh em này đấy. Ok thì à, như vậy là đội sang cho à, mình với cửa hộ rồi anh em ạ không ở lại tiếp cửa Long nhá đây thì à, hiện tại anh em này mới có hai lượt đầu tiên về với một lòng một hộ thôi Đó, anh em phải nhớ cái cửa về bản trước được thì anh em mới lường trước được cái cửa bản sau này bởi vì là bản trước là đã hết rồi em ạ bởi vì Long hộ là chỉ có được 62 rồi 62 lượt thôi đó, sau đó là đội sang bản mới em nhá anh em nên nhớ là vậy đây rồi anh em này bây giờ đã tiếp tục đổi sang cho mình với đôi hộ rồi đó thì chắc chắn cửa này mình sẽ vào hộ luôn anh em ạ 500k anh em nhá Đấy rồi anh em ạ à. Như vậy đã về hộ cho mình rồi Đấy à, Như vậy là 500k ngon lành nhá à, Thì à, bây giờ hiện tại mình đã thành công lên được à, 1m3 Gần 1m4 rồi à, Thì kết hợp với anh em nhá Chắc chắn mình sẽ kết hợp với một cửa nữa thôi Ở đây à, mình sẽ tham khảo nhẹ với à, cơ hộ 50k này à, Và cửa hòa mình sẽ đi vào với 30 nhá Ok anh em ạ, như vậy đã về cho mình cơ hội rồi. Lần này mình chỉ lọt với 50k thôi. Đó Như vậy hôm nay là thành công với 650k. Vốn mang vào lên được 1m4. Ok cho anh em. Trong vòng có hơn 5 phút thôi. Rồi anh em nhá giờ mình sẽ kết thúc video đây. Ok.